trong cái đống gom đó dành lên, không có đứng im đây để cho nó dẹp ra thấy chụp gì dẹp nhanh lên nữa. Đó cục kiện ngay đó 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 dưới chân á. Hay vậy, không có dẹp dẹp lại ngay chỗ đó, nãy thấy cục kiện đó ở ngay chân đó. Hay vậy. Đâu dẹp thử luồng kế coi có không. Luồng kế đó nhiều khi nó qua mình không thấy, hay dưới nó quỷ nó mẹ lắm. Đào lên con. Xeo gãi cái luôn. Rồi bên đó hết rồi, đi tới đi. Hết luôn hả? Vậy là nãy nó tung ra rồi á, bắt không được nó thôi. Chấp quá rồi, hay dính. Luôn, quá hay luôn. Đó đó. Quá hay. Một đứa. Trai hả? Gái. Trai hả? Trai hả? Còn hang không? Còn hang nè. Khử khử lên coi. Từ từ lắp lại sao? Ủa sao con này nhỏ vậy, cái đống bự lắm mà. Đó cái còn hang chứ. Còn. Chó lên nữa hay giờ đó. Đừng có giỡn. Chút lứa này nở bầy không á. Rồi vậy hết rồi, một con lên hang trên. Ôi quyên ổ đi, từ 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 phan 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 xin. Một ổ nè mấy bạn ơi, quá cỡ hốt rồi luôn, hốt luôn. Hốt luôn. Hốt dài lắm kìa không? Hốt dài ngâm rượu. Trời ơi cái này mà bỏ vô ăn sống là kêu bằng là giữ dằn luôn nè. Đúng đó nó nữa mà. Mày muốn lấy mà hả không có đưa chuột vô quay lên. Nuốt vô. Từ từ xong. Anh nha, cái này có chắc rồi đó. Trời ơi, nó dắt con chuột con xuống rồi kìa. Trời ơi, chuột con bò luôn. Nó bò theo cái ghê không? Ui, cái bụng bên bự quá. Có coi chừng có nhét lại để nó tung trong dưới. Không, cái này chắc tung ngược lại, nó không tung tới đâu. Ơ, chụp, rồi, dập. Ơ, tới luôn, dính. Dính. Đông quá mà không không được ha, từ từ. Từ từ nha, đó. Không có tới đâu, đâu đang đó đó, nó rút đâu đó. Đó đó. Không canh nha, để nó vô đám lúa. Không lấy tay dở từ từ lên, đừng đừng lấy chân dít dít không có được đâu. Đây đây. Nè này dưới chân. Đó đó đó, đúng hả? Đồ từ từ thôi, từ từ thôi, đừng có gấp. Không phải đâu, không phải, tôi có coi rồi. Gà gà nó cũng kinh thấy. Đó thấy chưa, nó còn trước, được không? Được không? Chặn đầu, chặn đầu, chặn đầu, chặn đầu mấy anh em mình chặn đầu. Lấy tay lăn ra đừng có ấy vậy nó. Thấy không? Không ai cắn cái mình kia còn không? Không không đâu, chắc con à, con này có bầy nè. Dính rồi, dính không? Dính không? Dính rồi. Đó. Ôi chục mẹ mà. Quá hay, dây mới được chứ để xảy ha. Con nãy kéo mà. Chứ là cũng không bự lắm. Nắm lên coi.
Đó. Nó vui quá, đã quá đã, được được ạ. Rồi đánh thăng tiếp đi. Phóng ở đây coi có hang nhát không để nó chung á. Này bắt chuột sống luôn. Không có bẻ, không bẻ đầu, bẻ mấy đằng kia bẻ đầu chết. Đây không có hả? Đây sống mà, để sống về mới ngon. Về mới ngon này, đúng rồi. Vậy đem về tới nhà cái là mình bỏ vô lửa làm liền. Rồi chụp được chưa? Vô đó. Một em nữa. Mở mở nắp, mở nắp. Mở chừng của bên kia đó. Nhưng mới người ta làm cái nắp đè xong rồi cái chạy vô. Rồi sao nó dính lên. Đẹp quá. Con. Rồi một ẩu chục con nữa kìa. Nó dậu một bầy cho con lại quá cỡ. Rồi vậy là cái này là bỏ chục con không bắt. Đào qua đây nè nha. Đừng bển, đừng cho lúa một chút còn cắt nữa. Đào qua đây nè. Cắt luôn. Đào qua đây đi. Mấy đống này luôn rồi. Cắt hết. Đống này mặt sắn qua đây nè. Nắm đuôi, nắm đuôi, nắm đuôi ngay cái đầu đó đó. Hồi nãy không? Trời ơi, chuột con chạy nhoi hết rồi. Nắm, nắm đầu. Hay quá mấy bạn ơi, đó. Ơ, bắt luôn. Cải bóp đầu hết nữa. Bỏ vô. Con bà chân không phải đổ. Bỏ chuột bự nè, không lấy hả? Rồi giờ là chơi chuột nhỏ, bỏ à. Hết rồi, nó con nó bảo đảm. Còn kia là chuột lưới nhỏ. Rồi. Kiếm thằng tiếp. Hay quá. Canh nha, canh kỹ nè, rõ rồi phải không? Tới rõ rồi. Đó, nó một rõ chục con nữa kìa. Đó, một ổ chục con này các bạn ơi, tới rồi canh nha. Không, nhét nhét cái hang bên kia lại trước rồi để nó động tung lên. Bỏ cục đất vô bên kia đó, ừ đúng rồi. Chắc nó nằm chung với bầy chục con đó đó. Bịt cái đó lại coi ngay dưới nó đi. Được chưa, chưa, từ từ. Nè, đó rồi, hay quá mấy bạn ơi, độc quá. Một con đó, vậy mới được chứ. Đó, cao thủ bắt mới được chứ. Ê. Ui, giỡn hoài vô mấy em. Đó. Cao thủ. Rồi. Đập lại. Quá. Xù vụp. Tiếp, tiếp tục. Đó, đông đất ngon quá nè. Dày bít nấm mà sao không có được đó, nấm bít nấm nè. Mẹ đó. Đó. Anh đi chỗ mẹ đó thì họ hỏi. Không có mình dặm xuống vậy nè. Chưa? Rồi, sẵn đi. Sẵn đi, sẵn đi, được rồi đó. Kiếm hết ngách vậy là được rồi. Ngay đây giữa nè, kiếm cái bên nào bắt bên. Đó. Coi coi bên sau có ăn nào nữa rồi. Bỏ cục đất lại ngay chỗ bên kia đi, chặn lại. Bên đây qua đây có gì thì tôi ngó lại cho hết. Chỗ hành nó đi chỗ hành qua đây nè. Cái hang qua đây là có. Qua bển nữa, nhiều quá, đắp lại lấy cục đất bự đắp lại. Đó. Đó là về cái hang chính nãy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi, như là hôm qua nãy cái chân của nó ở đây hết rồi.
đụng gõ rồi kia. Đó đụng gõ rồi, một hố chục con nữa rồi đó. Vậy là coi chừng có bả nó ra đúng cái lỗ đó đó. Đó một bay chục con nữa nè. Hai lỗ một lượt. Anh chốt hình nó hồi hình kia. Chặn cái này lại đi, chặn này lại đi rồi kiếm cái đây. Để nhiều khi nó dậu ngược lại. Ngày giờ bắt hang nào chặn bớt hang, đào hang chặn bớt hang. Ừ đó vậy đi. Đào ta thẳng tới luôn nha, thẳng tới bên kia canh. Canh kia có ló đuôi không? Không không rồi, không. Anh ta lấy mấy bạc không? Không hết rồi, để đi tới rồi, đi tới đó, đi. Đi tới nè. Thằng nó ảnh mất thằng luôn đó. Đúng rồi. Vậy nó ngon hơn hơn chứ. Không được chắc nó đi chừng khúc đó. Tới gọi là có nha. Đừng có giỡn. Không em to này đang hới mà. Không có kỳ trời. Ngay gọ mà sao hết ha? Đâu có hết được. Mấy con luôn mà không có. Tới đó là hồi nãy bị bít lại rồi, không có tung ra được, nếu tung ra là thấy. Nhưng mà còn hang đi lại. Còn hang đi lại nè. Không đâu chuột qua bên kia rồi. Bay cho con mà mình đào không gái bên đó theo mẹ nó gì kỳ vậy ta? Thì bây giờ không lẽ nó đi bên đây. Con chuột này gai thấy không? Rồi vậy là con này bị sảy rồi. Lại hạnh đó. Tức là chưa vô. Không phải là chưa vô, nó phải ở giữ con đó chứ. Rồi vậy là con này sảy rồi. Bay cho con đào qua luôn mà không bắt được con nào. Lỗi kia thật. Đây. Con này chuột con một ổ nè. Con này bỏ mẹ, mẹ bỏ con nè. Tung ra rồi. Chụp. Dính không? Dính. Hay quá. Đó. Chắc cứu vậy mới được chứ. Một gọ. Ơ giỡn hoài. Bỏ vô còn bỏ ra ngoài nữa. Bỏ vô ôm đè lại đó. Rồi. Tụi con chạy hết hả? Rồi một gọ luôn bị đè nè các bạn ơi, đó thôi. Vậy là trúng mánh quá rồi, như đây hiện giờ chào tạm biệt các bạn nha. Này đem về giờ mình nướng trui chấm muối ớt các bạn ơi, chúc các bạn coi vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn nhiều.